Hello anh em, chào mừng em trở lại với cái kênh mình nha. Hôm nay thì mình sẽ vào đây, mình sẽ chơi game tài xỉu anh em ơi. Đấy, game sóc đĩa với bài đây. Đây là con game tử win anh em. Đây là con game mình thấy rất rất gì đó hiện nay luôn anh em. Chơi thì đầu tiên mình đảm anh em, chơi thì ai chơi vào cũng run đúng không anh em? Anh em chơi run không? Vào chơi luôn run nhé anh em. Run là bởi vì anh em chưa biết mình thắng hay mình thua ấy, anh em đúng không? Anh em công nhận điều đó không? Thì anh em chơi thì anh em đầu tiên anh em sáng mình từ đầu cho mình này. Cái tư duy là một cái rất quan trọng anh em. Đó là anh em phải xác định từ đầu là đừng có bao giờ tham. Tham là sao? Đừng có bao giờ anh em luôn nghĩ là anh em thắng cả. Đúng không anh em vào chơi thì hầu như ai cũng đánh theo kiểu đó là anh em luôn muốn thắng đúng không? Em công nhận điều không? Thành ra là cái điều đó giúp anh em luôn thua đấy. Vì sao vậy? Anh em hiểu điều rằng game nó tạo làm gì anh em tạo lợi nhuận đúng không? Thì thôi hôm nay mình sẽ vào đây chơi thầy chú đã đi. Thì nói chung nó muốn tạo ra lợi nhuận đúng không? Tiền lời mà nó lấy ở đâu thì lấy từ anh em đúng không? Muốn lấy từ anh em này nó bắt đầu đấy, nó thứ nhất là nó có thể bịp này, nó có thể cài người nó vào đánh này, cái thứ hai nó phải soi anh em này, cái thứ ba là mỗi lần anh em đặt anh em thấy anh em tỷ thắng anh em trên 50% á, đéo có đâu. Anh em 50-50 cũng đéo có đâu, anh em dưới 50. Vì sao? Bởi mỗi lần anh em đặt ấy, anh em đều bị mất một số chi phí đặt này. Cái thứ hai là anh em mỗi lần anh em đặt ấy thì anh em đều bị gọi là đều bị mất một số chi phí đặt là không nói. Cái thứ hai là nhiều lúc anh em chơi ấy, anh em bị cuốn vào cuộc chơi đầu tiên anh em thắng nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà sau đó thì thua một cái này, anh em thua một cái rất to đấy. Anh em bị lừa đó chắc chắn anh em gặp rồi, chắc chắn anh em là đã từng gặp rồi. Vì sao vậy? Vì lòng tham đấy anh em ạ. Vì hầu như ấy ai cũng có lòng tham muốn thắng to thôi anh em ạ. Thành ra ấy chính lòng tham đó là sẽ giúp anh em ra đạo đấy anh em. Chơi thì anh em phải nhớ nguyên tắc rằng này, game nó tạo lợi nhuận thì anh em phải hiểu rõ nó để làm gì, để em biết rằng là à nó muốn có lợi nhuận từ mình đúng không, thì mình đánh làm sao thì có lời nhờ này nó chắc chắn thôi anh em. Nhiều lúc anh em đánh theo kiểu là anh em cứ vốn nhỏ mà anh em lại muốn thắng to đấy, vốn to thì anh em muốn thắng to hơn đấy. Rất nhiều anh em gặp phải trường hợp đó nha. Mà đánh theo kiểu này thì mình nghĩ là trước sau gì các bạn rất ảo thôi. Đảm bảo anh em điều đó đấy. Vì sao vậy? Bởi vì anh em tham mà. Bởi vì khi anh em tham thì anh em nghĩ anh em có cơ hội về bờ không? Đéo đâu anh em, đéo đâu nhá. Khi anh em đã tham rồi ấy thì anh em đéo có cơ hội về bờ đâu. Anh em chơi thì mình khuyên anh em rằng ăn non thôi, vốn to ăn nhỏ thì may ra anh em mới thắng nó. Còn vốn to anh em ăn to ấy, đéo ăn được nó đâu. Mà vốn nhỏ mà muốn ăn to cũng đéo ăn được nó đâu. Mà vốn nhỏ ăn nhỏ thôi, vốn to ăn nhỏ may ra mới thắng nó. Vì sao? Bởi vì mỗi lần anh em đéo trên 50% thì thắng đúng không? Thì chỉ có cách đó là anh em lấy măn đi đề măn đi thôi, đơn giản như vậy thôi anh em. Ví dụ em vốn càng to mà anh em ví dụ anh em đặt một cách hiệu quả đây, 10 lần thắng mà anh em chỉ có một lần thua đúng không? 10 lần thắng anh em chỉ một lần thua đấy, thì anh em mà 10 lần thắng đó mà anh em đặt theo kiểu to ở nhỏ, nhưng mà một lần thua đó anh em một lần duy nhất em đặt to thì lúc đấy anh em như thế nào? Thua là đúng rồi đúng không? Thành ra chơi ấy đừng có bao giờ như vậy anh em ạ. Ví dụ nó thắng ấy thì ok anh em hên, em công nhận anh em hên thật. Ví dụ thua ấy thôi chấp nhận đi anh em nha, nhớ điều đó cho mình nha. Và chơi đừng có bao giờ tham quá nha, chơi cứ bình tĩnh thôi. Game này còn đó, quan trọng anh em còn có vốn mà chơi nó thôi. Nguyên tắc mà mình luôn giữ vững trong đầu ấy, đó là luôn là gọi là dự vốn trước khi mình muốn kiếm được nó anh em ạ. Đây rồi, lại thắng rồi. Ngon. Cứ từ từ thôi anh em. Xỉu tiếp đi. Nó có, với lại một cái rất quan trọng này, nó đang về chuỗi gì cứ đặt chuỗi đó cho mình đi. Nó đang về tài giải cứ đặt tài giải, nó về sự mà giải cứ đặt sự gì. Nó về cầu 22 cứ đặt cầu 22, 11 cứ đặt 133 cứ đặt cầu 33. Đừng có bao giờ cố gắng lần đoán lần nào nó bẻ cầu. 21 cầu 123 cứ đặt cầu 123. Đừng có bao giờ đoán là lần nào nó bẻ cầu nhé. Đừng có bao giờ như vậy. Bởi game thì cũng giống như anh em một cái tàu nó đang chạy nhanh, em muốn cản nó rất khó đúng không? Nó phải cần thời gian để nó điều chỉnh đúng không? Thì cũng giống như vậy, nó đang về cái gì thì anh em phải bình tĩnh như vậy. Đại ván là mình sẽ đặt hai bên ván thì tài khá là chắc này, nhưng mà đương nhiên là chắc thì không có chắc chắn đâu. Để em biết ván này có thúng không. Ôi toang rồi, toang rồi anh em. Hai ván thua liên tục thì mình đã nói rồi, mình chơi ấy, luôn như vậy thôi. Hai ván thua liên tục chắc chắn mình sẽ ra đánh game khác anh em, cho dù như thế nào như vậy thôi. Bởi vì sao? Bởi vì mình sợ là lúc đấy nó soi mình, mà nó là soi mình nghĩ anh em nghĩ mình có cơ hội thắng không đâu anh em ạ. Thành ra mình phải ra để con kim, và khi mà cảm nhận nó đang soi mình nha, nhớ điều đó cho mình anh em. Ôi rồi ôi toang rồi, tình hình toang rồi, đích về đéo về lắm vậy trời. Uầy toang thật anh em ơi, toang ghê ấy. Tám mê lại này, nói chung là căng đấy anh em.
mini game này mình không khuyến anh em chơi nhiều đấy, bởi vì cái mini game này chơi rất bị dễ bị cuốn đấy, mà khi bị cuốn anh em rất dễ bị thua. Nó có cái hay như vậy anh em ạ. Mini game này đương nhiên em thắng ấy, thắng lên rất nhanh, nhưng mà thua thì thua xuống gọi là cũng gọi là thần tốc anh em. Mình thì hôm nay mình không cần thắng nhiều đâu, nhìn thắng lên đó là tầm 50 mình nghĩ thôi. Ăn mình đã nói với anh em rồi, ăn thì ăn non thôi, đừng ăn tham ăn to. Ăn to mà lỡ may nó soi cái ấy, thì anh em đéo có cách gì mà thắng nó đâu. Nhớ điều đó cho mình nha em, chơi thì ăn non thôi nha, đừng có tham ăn to. Tham ăn to đéo được nó đâu. Ôi rồi, ôi rồi, sợ nó soi rồi, nó soi thật rồi. Chà, cái tài đi. Chà, ôi rồi ôi anh em ơi. Đéo biết ván này như nào đây, ván này thua là coi như toang luôn đấy anh em ạ, đéo phải đơn giản đâu. Đấy rồi, nhưng mà nó thắng anh em. Đấy, nó thắng mới nói chứ. Rồi, tuyệt vời. 20 tiếp đi, nói chung chơi cứ từ từ lên thôi anh em. Đây, thắng tiếp nào, thắng tiếp nào, thắng tiếp nào. Đấy rồi, ngon luôn anh em ơi. Đúng thật là nó về kiểu chuỗi thật đấy anh em ạ. Đó anh em thấy chưa, nhiều lúc anh em cứ nghĩ rằng là nó có về một chuỗi tài, nó với chuỗi tài như vậy nó sẽ cũng về nữa. Sai lầm nha anh em, sai lầm nha. Đừng có bao giờ nghĩ như vậy. Nó đang về cầu gì cứ đặt cầu đó cho mình đi. Đừng có bao giờ cố gắng đoán cùng giống như anh em, đừng có bao giờ cố gắng cản tàu nó nha anh em. Đấy, nó có về cầu gì thì anh em cứ đặt cầu đó, thì việc gì anh em phải cứ nói là lần nào nó bẻ cầu, lần này nó có bẻ cầu ấy không, đoán thế đéo nào được anh em, đoán thế đéo lần nào nó bẻ cầu được. Mình gần thắng năm lên 50 thôi, nhưng mà gần gần lên được rồi nó lại cho thua lại anh em, mày cay không cay chứ. Nhưng mà thôi cứ từ từ thôi anh em, ván này đặt xỉu đi, mình đoán chơi xỉu thôi. Có thể vì nó về cầu một hay về cầu gì đó thì thật sự mà nói thì mình đéo thể biết được anh em ạ nha. Làm sao mình biết được ván đéo nào nó về con gì được, mình cũng chỉ đoán thôi. Nhưng mà vì mình đoán một cách logic, chứ có đéo phải đoán một cách ôi dồi ôi ván này thắng nhưng mà đéo ấy anh em kìa, đặt chậm quá. Trời ơi, thắng cái nào. Thôi 20 luôn này. Ván này thắng không nào. Đấy rồi, ngon luôn anh em ạ, ngon luôn này. Đấy, anh em thấy không? Này, đấy, để mình phân tích lại anh em này, để anh em bị có cái cách nhìn đánh tổng quan hơn về con game đánh tài xỉu anh em. Nên có cách nhìn tổng quan, thứ nhất, mình bây giờ mình nghĩ được rồi, mình đéo cần lên 50 đâu. 48 là quá là đủ rồi, không cần tham nữa, bởi vì tham là lỡ may. Mình đảm bảo anh em luôn này, cái điều này chắc chắn anh em đã từng gặp này. Anh em đầu tiên là cứ nói là tham lên một xíu nữa, nhưng mà tí nữa lỡ may thua cái lộc lá đó rồi đấy, anh em bắt đầu là cay cú. Mà anh em khi anh em bắt đầu cay cú, anh em bắt đầu thua anh em đéo biết được dừng đâu, mà thua hết rồi đấy thì anh bắt đầu là nạp vào tiếp, anh em công nhận được không? Đấy, anh em thấy chưa, thứ nhất mình nói lại đó là đừng có bao giờ cạn tàu. Nó đang về cầu gì cứ đặt cầu đó cho mình đi. Ví dụ như thế này này, nó đang về cầu đó là tài mặt giấy, xỉu một giấy, mình cứ đặt như vậy, mình đéo bao giờ cản tàu nữa. Lần này nó có bẻ cầu hay không biết, thế đéo lần nào đéo nó bẻ cầu được anh em đó. Ván này ví dụ mình lúc này giờ mình đánh tiếp là chắc chắn mình vẫn thắng này đấy, bởi sao, bởi mình nói cái điều đó rồi, đừng có cản tàu đó, cái điều này rất quan trọng nha. Thôi thì video đây mình chúc anh em đừng quên lại cho một like và đăng ký nha. Mình thì hy vọng là anh em sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về khi đánh con game đội thưởng ấy, để anh em biết rằng là nó đéo dễ thắng đâu, quan trọng là cách chơi anh em làm sao phù hợp để anh em có thể giành chiến thắng ấy. Chứ ví dụ cách chơi mà anh em cứ theo đéo phù hợp để auto, anh em sẽ gọi là ra đạo và ra đạo thôi nha. Thôi video đây mình thúc đấy, mình đánh lúc nãy giờ nó cứ thắng tiếp rồi đây đúng không. Thôi video đây mình thúc, anh em đừng quên lại cho một like và đăng ký anh em ơi. Bye bye anh em.